Dẫn vào đây lên ghế ngồi. Rồi, merci. Lên ghế ngồi đi. À, không thì ngồi đấy, merci ngồi đấy được. Ok. Ok. Siro này. Rồi, Pila, ngồi dậy đi. Hôm nay nhá, hôm nay là chúng ta sẽ ăn sinh nhật của anh. Nha, qua rồi, nhưng mà hôm nay coi như là ăn sinh nhật bù. Nha. Hôm nay gọi là ăn ngọt. Rồi. Merci này. Jimmy này. Đây, My đây. My, của My. Của My. Của My nhá. Của My đây. My đừng có theo cái kiểu thế nhá. Theo kiểu thế là không ổn đâu. Đây, merci. My. Của My vẫn có nguyên phần đấy. My có ăn hay My không ăn vẫn nguyên phần đấy. Siro. My vẫn sẽ được phát phần đấy, của My đấy. Dù là My không ăn phần của My đấy. Giờ đến chốc nữa mà nếu mà My không ăn thì anh sẽ cho con khác. Rồi nhá. Để như thế này nhá. Phát cho bố đưa một miếng bé nó đi. Rồi anh nhờ miếng bé. Bây giờ là chờ anh một tí này, để anh đi anh rửa tay. Anh rửa tay anh cũng phải ăn miếng chứ không thì toàn mấy đứa ăn không anh đói rồi. Nha. Đây của My đây. Đó của My đó. Rồi, mấy đứa nằm ở đây trông cho anh nha. Châm cái này nha, châm đấy. Ngồi yên đấy, giữ nguyên vị trí. Ngồi yên đấy, giữ nguyên vị trí. Ừ. Rồi. Chờ đấy tí để anh đi anh rửa tay. Ngồi yên đấy. Ngồi yên đấy, trông cho anh. Trông cái đồ ăn. Cứ ngồi yên đấy chờ anh một tí. Để cho con My nó ăn nốt cái phần của nó đi đã. Con My nó ăn lâu quá. My ăn nhanh lên. Để con phát tiếp. Để các em nó còn ăn. Ăn đi. Nốt phần của My đi. Còn chưa. Mấy đứa ngồi yên đấy trông cho anh nhá. Anh đói quá để anh vào anh nằm miếng. My ăn nốt đi. Rồi. Ơi trời. Rồi anh làm miếng của anh ạ. Mưa còn miếng hoa lốt đây. Để anh ăn mấy cái đã.
ngon quá. Ngon quá. Rồi, cái này của anh để anh ăn mà. Ăn xong rồi anh sẽ phát quà cho mấy đứa. Miếng bánh và mì vẫn còn nguyên nhá. Mì ăn nốt miếng đấy đi để cho các em nó còn được ăn. Ăn nốt miếng bánh và mì đi. Ăn nốt đi. Ngon. Này, anh ăn xong phần của anh. Đây là lại phát nhá. Mà xì này. Siro này, pizza này, yumi này, mì, đây, mì đây, để phần của mì đây nhé. Mì ăn cứ ấm ấm dẻo là sao nhỉ? Đây, đấy, mì không ăn thì mì đi ra kia, ăn thì ở đấy giải quyết luôn cái phần của mình đi, mà nếu mà không ăn thì đi ra chỗ khác chứ không có không ăn đừng có ngồi đây. Ở đây mà dỗi là không có phần thứ hai đâu. Rồi ok, mấy đứa ngồi đấy trông cho anh nhá. Mấy đứa ngồi đấy trông cái đống bánh này cho anh này. Anh vừa mới ăn xong mấy miếng, anh khát nước quá, anh uống nước, ngồi yên giữ nguyên vị trí nhá. Giữ nguyên vị trí đấy. Chờ. Chờ. Để ngủ uống nước. Và mặc cái áo chứ không thể tôi được ngoài. Chào Messi này, nằm xuống. Bảo ngồi yên vị trí cơ mà. Cứ ngồi yên vị trí đấy. Nằm làm gì? Ngồi yên đấy. Để anh uống cốc nước đã. Trông bánh cơ mà. Nhìn đi đâu. Trông bánh không là nhớ con nào nó ăn mất ra. Nhìn mà cái đĩa bánh ấy. Trông đĩa bánh. Mấy đứa buồn cười nhỉ. Bảo trông cho anh thì lại không trông thì còn nói năng gì. Bảo trông chẳng chịu trông. Thôi là ra đây anh phát tiếp. Ngồi xuống đây. Ok. Ngồi lùi lại chứ ngồi gần thế. Nhỏ rãi vào đây ra. Yumi. Pila. Pila ngồi lên đi. Nằm thế hả? Nằm thế chẳng nhìn cái gì đâu. Siro. Pila. Yumi. Messi mà ngồi thế anh sợ mà chạy rãi chạy vào quần anh mệt lắm, thôi anh cứ nhớ nữa nhé, nhớ nữa chạy rãi chạy hết vào đôi vào quần anh. Thank you.
Bây giờ thế này, đỡ phải mất công phát này. Anh sẽ chia cái đồ ăn này làm 3 phần nhá. Chia đồ ăn này làm 3 phần đi, không phải phát nữa. Thời gian có hạn nhá. Anh sẽ chia làm 3 phần này. À, và mỗi đứa một phần nhá, nhưng mà tí nó mới được ăn chứ bây giờ chưa được ăn. Từ để yên ở đây. Phần này sẽ là phần tí nữa sẽ là cái phần của con siro, nhưng mà tí nữa để yên đây. Pila ngồi lui lại đi. Bỏ chân ra. Không, từ từ. Từ. Phần này sẽ là phần của Pila nhưng tí nữa để yên đấy. Để yên. Chưa ăn vội, tí nữa khi nào hô khẩu hiệu mới được ăn. Để yên đấy, để yên đấy, tạm thời cứ nhìn thế thôi. Để chuẩn bị cái phần cho con Yumi. Con Yumi nó chỉ ăn lúc bé thôi. Phần này là phần cho con Yumi nhưng mà tí nữa chưa được, để yên đấy. Không, tí nữa, tất cả chúng nó đều phải chờ thì Mi cũng phải chờ. Đây, cho con siro thêm này. Để anh ngắm xem cái phần nào ít, phần nào nhiều. Yên đấy nhá, chưa được ăn đâu. Chết, quên, ở đây vẫn còn. Chờ, để anh chia nốt, chia nốt, chia nốt. Chia nốt, cho chén nốt đi. Nãy nó đầy quá, phải bỏ ra đây. Rồi, chia cho nó hết phần đi. Nha. Phần của con Yumi thêm này. Xem nào. Như này là cũng vừa bằng nhau rồi đấy. Mi lên chỗ của Mi đi. Mi lên. Mi có ăn được không? Ăn lên. Khẩn trương. Lên đi. Ok. Phần của Mi đâu? Phần Mi kia mà. Mi ngồi xích ra cái phần của Mi. Phần của Mi ở đây. Không có lượn vào cái khu vực đứa nào ở khu vực của đứa đấy nhá. Tránh cái trường hợp là có gì. Đây là phần của Messi nhá. Phần này là phần của Messi này. Phần này là phần của Siro này. Phần này phần của Pila và phần này phần của Yumi nhá. Yên đấy, ngồi yên đấy chờ. Messi à? Chỗ Messi đâu? Buồn cười nhỉ. Phần của Messi thế giờ là thì Messi không ăn ở đây thì anh sẽ để đây từ từ. Từ. Để cho nó cân. Nha. Chúng nó được ăn ở bên ngoài và Messi là phải ăn ở trong bát. Messi thích này. Thế thì cái này để phần của con Yumi rồi đấy. Đây của Messi nhá. Đây của Siro và đây của Pila nhá. Chờ yên đấy. Đây của con Yumi đây. Con Yumi xuống, con Yumi ăn đi. Ok, ba đứa ăn đi. Rồi, 2, 3. 1, 2, 3, ăn.